Do ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 7 đã gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Vào khoảng 6 giờ sáng nay tại xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, một trận mưa to gây ra lũ đã khiến 4 công nhân đang thi công thủy điện tại đây bị lũ cuốn. Ngay sau đó, công nhân và lực lượng cứu hộ tại địa phương đã cứu được 3 người, một người mắc kẹt trong hầm đầy nước. Mưa lũ cũng đã khiến quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Sipafin xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng người dân tộc Dao bị rơi xuống vực sâu và tử vong. Ngoài ra, 6 nhà ở của người dân ở thành phố Điện Biên và huyện Mường Ảng bị sạt lở, phải di rời khẩn cấp. Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông liên xã, liên bản bị sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày mai mùng 4 tháng 7, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong ngày mai, một số tỉnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 11 giờ đến 16 giờ. Thủ đô Hà Nội có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao, phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Và đến ngày 5 tháng 7, có nơi có nắng nóng. Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 giờ đến 17 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8 tháng 7. Theo các chuyên gia y tế, để phòng chống nắng nóng, người dân cần uống nhiều nước và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng, chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng. Khi ra đường cần mặc kín, tránh quần áo dày và tối màu vì sẽ hấp thụ nhiệt, đội nón rộng vành, đeo kính râm để bảo vệ mắt. Như chúng tôi đã thông tin sáng nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Và sau gần 7 giờ đồng hồ chữa cháy thì đám cháy mới cơ bản được khống chế. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày 3 tháng 7, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Định cơ bản đã khống chế được vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát sau gần 7 giờ đồng hồ chữa cháy. Tuy nhiên, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục bố trí lực lượng và phương tiện để dập tắt hoàn toàn, đồng thời không cho ngọn lửa tái bùng phát. Qua thống kê ban đầu, diện tích cháy ở khu vực nhà xưởng số 2 khoảng 2.000 m2, khu vực nhà kho khoảng 1.500 m2, khu văn phòng khoảng 500 m2. Tại những nơi này có các vật liệu dễ cháy như gỗ, giấy, nệm nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Nhà xưởng số 2 bị sập hoàn toàn, khu nhà kho bị sập một phần, nhiều mảng tường bị nứt toác, mái tôn biến dạng, nhiều sản phẩm gỗ chưa đem ra kịp bị cháy rụi, khu nhà văn phòng cũng bị hư hại nặng nề. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy. Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, hiện biến thể phụ của chủng Omicron BA.5 đã xuất hiện tại Hà Nội. Biến thể phụ này được nhận định có thể có nguy cơ lấn át biến thể cũ. Hà Nội hiện có hơn 81 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi ngày thành phố cũng ghi nhận trung bình 180 bệnh nhân COVID-19. Vài tuần trở lại đây, số ca mắc COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận có xu hướng gia tăng. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như ngăn nguy cơ bùng dịch trở lại, người dân nên bảo đảm tiêm chủng đủ mũi nhắc lại, theo kế hoạch tiêm chủng của địa phương. Bộ Y tế cũng vừa cho biết các tỉnh, thành phố tiêm thấp dưới 45% là Hải Phòng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cà Mau và Hậu Giang. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỉnh Lạng Sơn có 21 điểm thi với hơn 9.600 thí sinh đăng ký dự thi. Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất với mục tiêu cao nhất là bảo đảm một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Lạng Sơn thành lập 21 điểm thi với hơn 9.600 thí sinh. Đến thời điểm này, các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị tại các điểm thi cơ bản được chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng. Với các em học sinh, trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời cũng được trường chủ quản dặn dò, hướng dẫn kỹ lưỡng để có một kỳ thi thể hiện tốt khả năng học tập và không vi phạm quy chế. Điểm thi Hoàng Văn Thụ thì có 779 thí sinh chia ra thành 34 phòng thi. Và tính đến thời điểm hiện nay thì nhà trường thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ là 34 phòng thi, cũng như là phòng thi dự phòng và phòng thi chờ, và tất cả các phòng thi này thì đều đảm bảo điều kiện để tổ chức kỳ thi diễn ra là an toàn, đúng quy chế. Bộ Giáo dục Đào tạo và tỉnh Lạng Sơn cũng đã thành lập nhiều đoàn công tác để đi kiểm tra thực tế tại các đơn vị về công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực,
bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác in sao đề thi, công tác coi thi, công tác chấm thi cũng như là công tác thanh tra thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng và kết quả kỳ thi thì phản ánh đúng cái chất lượng dạy và học. Năm nay là năm đầu tiên tổ chức việc đăng ký thi trực tuyến. Tỉnh Lạng Sơn đã đáp ứng tốt cho việc chiết xuất các bảng biểu cũng như cung cấp dữ liệu để phục vụ cho công tác coi thi, chấm thi. Các điểm thi đã xây dựng kế hoạch đầy đủ, bố trí nơi ăn nghỉ, đi lại và phương tiện di chuyển của giám thị, hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn những bữa ăn trong ngày thi và nơi nghỉ đối với thí sinh ở xa.